Ma Hoàng Trác Dứt Phàm tập 5. Trác Phàm vừa dứt lời, Dương Minh liền nắm chặt hai tay lại. Hắn vốn coi Trác Phàm chỉ có tu vi tụ khí tứ trọng, sẽ không có bản lĩnh gì, không ngờ lại bị hắn xem thấu ra bệnh của lão nhân này, không có ngoại thương mà cùng nội thương cũng không có. Chẳng lẽ trong mắt Dương Minh chợt lóe lên sát ý, không có ngoại thương cũng không có nội thương, vậy tại sao nghĩa phụ ta lại bất động như vậy mãi chứ? Lôi Vũ Đình không tin chẩn đoán của Trác Phàm, vẫn cho là anh diễn trò, không có thương tổn. Thế người giải thích thế nào mà một đoán cốt cảnh trường tráng lại đột nhiên biến thành như thế này? Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, nở một nụ cười thâm thúy, thản nhiên nói: bệnh của lệnh sư, lão phu đã tìm được là dị vật nhập thể. Đột nhiên dưới góc bàn tay dưới, Dương Minh bị anh bất giác bẻ gãy. Lão nhân trên giường kia hung hăng trừng to mắt nhìn Trác Phàm, liều mạng muốn nói điều gì đó lại rốt cục không nói ra lời. Tâm tình kích động của lão lộ rõ trên nét mặt. Nói bậy nói bạ, Dương Minh khí thế hung hăng đi đến trước mặt Trác Phàm, một tay kéo anh ra. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì không khỏi sững sờ, vì sao Dương Minh lại phản ứng nhanh như thế? Sư huynh, ngươi sao vậy? Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình lạnh lùng nói: sư muội, có phải là ngươi có chuyện gì dối gạt tai không? Lôi Vũ Đình giật mình, ánh mắt cho dự, ngay sau đó hung hăng lắc đầu cười nói: làm sao lại thế chứ? Nhìn rõ rõ phản ứng trong mắt nàng, Dương Minh không khỏi cười tà dị: sư muội, chúng ta ở chung lâu như vậy, xưa nay ngươi sẽ không bao giờ nói láo ta. Đương nhiên, không biết sao, khi nhìn thấy nụ cười của Dương Minh, Lôi Vũ Đình đột nhiên cảm thấy rùng mình, như có nguy hiểm sắp ập tới. Loại cảm giác này phảng phất như một con rắn độc đang nhìn chăm chú, làm cho nàng bất giác lui về phía sau hai bước. Dương Minh bật cười lạnh, trong mắt bắt đầu xuất hiện vẻ ngoan độc: sư muội, tiểu thúy đâu? Nàng ta để nàng đi làm một ít chuyện. Lôi Vũ Đình lắp bắp nói: à, thế sao? Dương Minh khoan thai tự đắc gật đầu, sau một khắc ánh mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn, rồi phiêu một tiếng, hắn chợt đánh ra một chưởng. Lôi Vũ Đình còn chưa kịp phản ứng liền bị chưởng lực nặng nề đánh thẳng vào ngực, bay rớt ra ngoài một đường tơ máu phiêu đãng. Ngay sau đó Dương Minh phất tay xuống giường đầu một cái, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, Lôi Vũ Đình liền rơi vào bên trong. Trác Phàm thấy vậy giả bộ chấn kinh, vội vàng chạy ra bên ngoài. Dương Minh tay mắt lanh lẹ tóm lấy cổ anh, tay hất lên ném vào trong hang lớn kia, sau đó lại lần nữa nhấn cơ quan, cửa động lập tức đóng sầm lại, mặt đất lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Lão nhân trên giường nhìn hai người rơi vào bẫy, không khỏi tức giận đến toàn thân run run, nhưng lại không thể làm gì. Lôi Vũ Đình ngã xuống lòng đất toàn thân đau đớn, rồi ngay sau đó lại đùng một tiếng, Trác Phàm đổ ầm xuống người nàng, khiến nàng lại phun ra một máu tươi. Không ngờ tiểu tử này lại thiết lập cơ quan. Trác Phàm chậm rãi bò lên rồi lẩm bẩm nói: nhưng mà sao mặt đất lại mềm như thế chứ? Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên: à, hỗn đản, tránh ra! Trác Phàm nhìn xuống dưới mới phát hiện anh đang đè lên Lôi Vũ Đình, mà hai cánh tay còn rất khéo léo đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng. Như thế hèn chi thấy mềm là phải rồi. Trác Phàm vội vàng đứng bật dậy lúng túng: xin lỗi, ngoài ý muốn thôi. Lôi Vũ Đình đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng lại không dám làm loạn với anh. Giờ khắc này nàng đã hiểu ra tất cả mọi thứ, tâm thần nàng gần như đã chết đi. Sau đó nàng lập tức đứng lên giận dữ hét: Dương Minh, thì ra tất cả mọi thứ đều do ngươi đang làm trò quỷ. Phía trên cửa động được ngăn cách bởi một lớp đá cứng rắn, vang lên tiếng cười to càn rỡ của Dương Minh: ha, sư muội, lần này ngươi về núi ta đã cảm thấy bất thường, còn mang đến cái gì mà luyện đan sư dị phẩm chứ? Quả nhiên ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Lôi Vũ Đình bi phẫn, thương tâm gần chết, phẫn nộ hét lớn: vì sao ngươi lại làm như thế? Nghĩa phụ đâu có đối xử bạc với ngươi. Dương Minh cười lạnh thản nhiên nói: ta đến đây vốn là có mục đích, lão nhân này đối với ta như thế nào không quan trọng, lẽ ra ta không muốn ra tay với ngươi sớm như vậy, không ngờ ngươi lại tìm được một tên luyện đan sư như thế này, làm xấu đại kế của ta. Cái gì? Ngay cả ta ngươi cũng không buông tha? Nghe vậy, Lôi Vũ Đình chảy ra hai hàng nước mắt, đau lòng phun ra một ngụm máu tươi. Không phải là bởi vì một chưởng kia mà là thương tâm đứt ruột. Trác Phàm bất lực lắc đầu, không chút thương hại có thể trách ai, chỉ có thể trách mình có mắt mà không trồng thôi. Nhưng mà kịch vẫn chưa được hạ màn, Trác Phàm vẫn cứ tiếp tục đóng vai tên giang hồ lừa đảo, kinh hoàng nói: tiểu huynh đệ,
các người có ân oán gì thì cứ tự mình giải quyết đi, ta vô tội, thả ta ra. Vừa nghe vậy, Dương Minh không khỏi bật cười, ha ha, lão lừa đảo, nếu thật sự không có năng lực gì, ta giết ngươi hay không cũng không đáng kể. Đáng tiếc, ai kêu ngươi lại chẩn đoán đúng nguyên nhân của bệnh lão đầu kia chứ. Nguyên nhân bệnh gì? Ta chỉ cảm thấy hắn nhiều năm bất động, độc tố tích tụ trong thể nội quá nhiều, muốn cho ông ta một ít thông tràng đan để thông tràng vị xem sao thôi mà. Trác Phàm làm ra vẻ ủy khuất kêu gào, ta từng này tuổi rồi, chỉ muốn kiếm chút miếng cơm ăn, sao lại như thế này chứ? Dương Minh run run cả người, bất đắc dĩ vỗ trán, mẹ nó, hiểu lầm rồi. Dương Minh coi là lão nhân vật này thật sự đã nhìn ra do hắn làm động tay động chân. Mẹ nó, lúc đó mất lý trí quá, lão già từng này tuổi rồi mà chỉ là tụ khí tứ trọng, có thể có bản lĩnh gì chứ? Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết vậy đã không vội vã động thủ, lẽ ra có thể để Lôi Vũ Đình đi làm việc, bây giờ hắn lại buộc phải tự thân xuất mã. Lão lừa đảo, xả dáng đáng chết, làm bộ làm tịch, làm xấu đại sự của ta. Dương Minh giận dữ hừ một tiếng, hung tợn nói, chờ lão tử xử lý xong việc trở lại nhất định phải làm thịt ngươi. Dương Minh ra lệnh một tiếng, người đâu, thủ hộ chỗ này, không cho phép bất kỳ người nào ra vào. Vâng, lập tức có hai tên sơn tặc căng giữ cửa đi tới. Sau đó Trác Phàm liền nghe tiếng bước chân rời đi của Dương Minh. Nè Tiểu Lệ, làm ra vẻ cũng đâu có sai, kiếm cơm trên giang hồ không phải đều dựa vào một chiêu này sao? Nè nè, bỏ qua cho ta đi, ta vô tội mà. Trác Phàm lại gọi vài tiếng nhưng không nghe thấy trả lời, mới xác định hắn thực sự đã rời đi. Anh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, thấy nàng ngồi biệt ở trên mặt đất, hai mắt vô hồn, tâm như đã chết lặng. Dù sao một vị hôn phu đột nhiên trở thành cừu nhân không đội trời chung, huống chi nam nhân này còn tuyệt tình đến mức muốn giết mình không chút cho dự. Có nữ tử nào mà chịu nổi đã kích như vậy đâu? Trác Phàm sờ sờ chòm râu dê rã, sâu xa nói, cảnh ngộ của ngươi rất giống đại tiểu thư nhà chúng ta, về sau các ngươi cũng có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau, phòng ngừa lại tiếp tục bị như thế này. Lô Vũ Đình lạnh lùng nói, còn về sau nữa sao? Bây giờ chúng ta còn có thể còn sống ra ngoài hay không là vấn đề, lấy đâu ra về sau chứ? Trác Phàm cười nhẹ một tiếng, cười tự tin, tất cả đều theo như kế hoạch, yên tâm đi, buổi tối chúng ta sẽ có thể ra ngoài. Đương nhiên nếu ngươi muốn chết bây giờ có thể tự tử, dù sao ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Lôi Vũ Đình hung hăng lườm anh cả giận, cho dù ta có chết cũng nhất định kéo theo ngươi làm đệm lưng. Trác Phàm cười lắc đầu rồi chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đêm khuya buông xuống. Lôi Vũ Đình quệt miệng không nhìn anh nữa, nhưng không biết sao sau khi đấu khẩu một trận với Trác Phàm, tâm tình nàng vậy mà chuyển biến tốt đẹp lên rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng đang dần dần mờ nhạt đi. Đêm khuya trăng sáng, sơn tặc trên Hắc Phong Sơn phần lớn đã ngủ, chỉ có mấy chục người thay phiên thủ vệ. Trong huyệt động tối đen như mực, Trác Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, Lôi Vũ Đình thì còn nằm rạp trên mặt đất yên tĩnh ngủ. Trác Phàm không đánh thức nàng, chỉ yên lặng vạch vạch ngón tay, hô một tiếng, một đạo hồng quang bay từ trên người Lôi Vũ Đình ra, bay đến trước mặt Trác Phàm. Huyết Anh, cho dù lúc trước đã nói rõ với Lôi Vũ Đình nhưng Trác Phàm cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng, cho nên anh vẫn có sự chuẩn bị, một là chế trụ Tiểu Thúy làm con tim, hai là để Huyết Anh trong cơ thể nàng, nếu nàng có bất kỳ dị động nào lập tức giải quyết. May mà Lôi Vũ Đình rất phối hợp nên không cần dùng đến Huyết Anh, còn bây giờ Huyết Anh là có tác dụng càng lớn hơn. Như hài đồng lạc đường nhiều ngày đột nhiên tìm về với phụ thân, Huyết Anh thân mật dị thường với Trác Phàm, thỉnh thoảng còn cọ cọ trên mặt anh. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên nổi lên sát ý điên cuồng, cầm ngón tay bung ra, bắn ra phía bên ngoài. Cùng một tâm ý với nhau, Huyết Anh hoàn toàn hiểu ý anh, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài. Tầng đá phía trên đỉnh đầu mảy may không ngăn được nó dễ dàng xuyên qua. Đêm khuya, sơn lâm yên tĩnh dị thường, bọn sơn tặc nằm im trong phòng mơ giấc mộng đẹp. Đột nhiên, một đạo hồng quang lướt qua, chui vào thân thể bọn hắn, ngay sau đó lại chui ra. Lúc này, kẻ vừa bị nhập vào đã hoàn toàn không còn khí tức. Tốc độ của Huyền Anh cực kỳ khủng bố. Chỉ một hơi thở đã lướt qua toàn bộ hơn 20 người trong phòng. Lúc bay ra ngoài, toàn bộ căn phòng đã không còn người còn sống. Huyết Anh bay khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn, lặng yên không một tiếng động, lấy mạng tất cả mọi người, cuối cùng đi đến chỗ phòng sơn chủ. Chỗ đó có hai tên sơn tặc đang tập trung cương vị công tác, trông coi hai người Trác Phàm. Huyết Anh tiến vào thể nội một tên thủ vệ,
Thủ vệ còn lại nhìn thấy, không khỏi kinh hãi. Cái thứ gì đó vừa chui vào trong thân thể ngươi. Tên thủ vệ kia sững sờ, còn chưa kịp biết xảy ra chuyện gì thì giọng của Trác Phàm đã phát ra từ trong cơ thể hắn. Nhanh, mở cơ quan, thả chúng ta ra. Hai tên thủ vệ sững sờ, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy kinh hãi. Vì sao người bị giam trong cơ quan là có thể phát ra tiếng nói trong người của mình chứ? Đột nhiên, cả thân thể tên thủ vệ kia cấp tốc khô quắt xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cuối cùng, một làn gió thổi qua, hóa thành một đống tro tàn. Ngay sau đó, huyết anh thoát ra, lại tiến vào thể nội tên thủ vệ còn lại. Tên thủ vệ kia sợ hãi cả kinh, đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy không nói ra lời. Đúng lúc này, tiếng của Trác Phàm lần nữa vang lên trong thân thể hắn. Mở cơ quan, thả chúng ta ra. Thanh âm mang theo sự tàn khốc tuyệt đối, uy nghiêm không cho phép cự tuyệt, làm cho tên thủ vệ kia hai chân mềm nhũn ngã bệt xuống đất, dưới đáy quần đã không phân rõ là quần hay là xịt. Đại gia, người đừng nóng nóng vội, tôi đi mở ngay đây. Thủ vệ kia khóc đứt đỡ nói ra, tận mắt nhìn thấy đồng bạn của mình hóa thành tro tàn, mặc cho ai đều sẽ bị dọa đến tim mật như muốn nhảy con mẹ nó ra ngoài. Tên thủ vệ kia chỉ có thể lau nước mắt rồi ngoan ngoãn nhấn cơ quan. Âm âm. Tấm đá dày chậm rãi dời ra, ánh sáng ôn hòa chiếu xuống cả đồng huyệt. Lôi Vũ Đình bị ánh sáng chiếu vào mặt làm cho tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra. Thấy tấm đá trên đỉnh đầu đã không còn, nàng nhìn sang bên cạnh, đúng lúc thấy Trác Phàm cũng ngoảnh đầu lại nhìn nàng, còn lãnh khóc nói, nếu như còn không muốn chết thì theo ta lên đi. Nói rồi anh liền tung người nhảy ra ngoài. Lôi Vũ Đình đang kinh ngạc, làm thế nào mà Trác Phàm ung dung thoát ra như vậy chứ? Nhưng vừa nghe anh mở miệng ác khẩu thì tức giận, quẹt miệng nói, muốn ta chết sao, ta cứ không chết đấy. Vừa dứt lời, Lô Vũ Đình cũng liền tung người nhảy ra ngoài. Hai người đều bình an trở lại trong phòng sơn chủ. Thủ vệ kia thấy hai người thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, vì đại gia này, tiểu thư, cầu xin các người thả ta đi, ta cũng là người bị hại, không, là bị thằng đầu bò Dương Minh bức bách. Lô Vũ Đình còn chưa hiểu rõ tại sao ra chuyện gì, Trác Phàm đã phất phất tay lại lùng nói, lui sang một bên. Người kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu co rúm lại rồi đứng sang một bên. Sau đó Trác Phàm đi đến trước giường, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của lão đầu kia. Trác Phàm cười nhạt, ta có thể giúp người chữa khỏi bệnh, nhưng người nhất định phải nghe lời ta. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình không khỏi giật mình kích động, người thực có thể trị hết thương thế giúp nghĩa phụ ta sao? Trác Phàm lại không hề để tứ nàng, chỉ là chăm chú nhìn ánh mắt lão giả kia. Người yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi phải làm mấy chuyện thương thiên hại lý, làm hại người thân. Ta là Trác Phàm, quản gia Lạc Gia. Bây giờ chúng ta có địch nhân chung, chỗ ta đang thiếu đoán quốc cảnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nghe anh nói là người của Lạc Gia, còn là quản gia, ánh mắt lão nhân kia lìa hiện lên vẻ kích động, hai con mắt hung hăng chớp chớp. Trác Phàm nhất định lên, biết rõ hắn, tỏ ý đáp ứng, liền cong ngón tay lên. Huyết anh liền chui ra từ thể nội tên thủ vệ sơn tặc, bay đến trước mặt anh. Vừa nhìn thấy huyết anh, tên thủ vệ kia liền lộ ra vẻ kiêng dè thật sâu, bởi vì chính là thứ này biến một người đang sống sờ sờ thành tro tàn chỉ trong nháy mắt. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì cả kinh, bởi vì nàng cũng từng bị đạo hồng quang này khống chế. Nàng vội vàng kêu lên, Trác Phàm, người muốn làm gì? Trị liệu thương thế cho hắn. Trác Phàm thản nhiên nói, thế nhưng thứ này có thể trị liệu thương thế sao? Lôi Vũ Đình nghi hoặc nói, dù sao nàng toàn thấy Trác Phàm sử dụng thứ này dùng để công kích nàng, còn bị anh làm nhục mà không thể phản kháng một chút nào. Cho nên nàng không dám xác định huyết anh đến cùng là dùng để chiến đấu hay là để trị liệu thương thế, lỡ đâu nghĩa phụ càng bệnh nặng hơn thì sao? Trác Phàm những người lắc đầu, Lôi tiểu thư, nghĩa phụ của ngươi đã như thế này rồi, ta muốn làm hại hắn còn phải lằng nhằng như thế sao? Vậy ngươi nói cho ta biết thứ này là cái gì? Lôi Vũ Đình vẫn kiên trì nói, ma vật. Trác Phàm lạnh lùng nói, bình thường tu giả ma đạo chúng ta đều sẽ tế luyện ma vật, từ công kích đến phòng ngự, ma vật đều có tác dụng cực kỳ quan trọng. Người biết vì sao lúc trước ta nói lão nhân này có dị vật nhập thể không? Sau đó Dương Minh liền ra tay với chúng ta đó. Lôi Vũ Đình lắc đầu nghi hoặc nói, không phải người nói, đó chỉ là đoán mò thôi sao? Trác Phàm bật cười, bây giờ ta biết tại sao ngươi bị thằng ôn con kia lừa rồi. Thật là ngu ngốc, lúc đó ta lừa gạt hắn, vậy mà ngươi cũng tin sao? Nếu không, hắn làm sao có thể yên tâm rời đi như thế chứ? Lôi Vũ Đình đó bừng mặt, chỉ biết xấu hổ, cúi thấp đầu. Từ nhỏ, nghĩa phụ đã nói nàng tư chất không tệ,
là kỳ tài luyện võ, hôm nay là lần đầu tiên có người nói ngàn ngu ngốc. Hắn ra tay với chúng ta là bởi vì ta nói trúng chỗ đau của hắn. Lão nhân này bất động không thể động đậy được, chính là bởi vì ma vật nhập thể, cho nên ta mới phải dùng ma vật của ta thanh trừ ma vật của hắn. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình có phần hiểu ra, nhưng nàng vẫn còn hơi lo lắng, thấp giọng nói: "Ma vật của ngươi có thể trị được ma vật của hắn sao?" Trác Phàm cất tiếng cười to, như thể vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Lúc trước, sau khi chấn bệnh, anh đã biết ma vật của Dương Minh chỉ là loại hình cổ trùng tiện tay luyện chế, là loại ma vật tầng chót nhất của ma đạo, mà ma vật bản mệnh huyết anh của anh là chí tôn ma vật, ngay cả thượng cổ thập đế đều phải kiêng kỵ. Đây có khác gì là bảo cụ tổ đi bắt nạt cháu chắc đâu. Hay là không có học thức là như thế đó, thật đáng lo buồn. Trác Phàm không còn muốn tốn thời gian giải thích cho Lôi Vũ Đình nữa. Ngón tay anh cong lên, huyết anh liền chui vào thể nội lão giả. Chỉ trong một thoáng, hồng quang đã chạy khắp cơ thể lão giả. Trên da hắn bắt đầu nở rộng ra, giống như có 10 triệu con côn trùng béo ngậy đang bò lúc nhúc. Thế nhưng, phàm là những nơi hồng quang đi qua, côn trùng chỗ đó liền không còn có thể nhúc nhích nữa. Một lúc sau, huyết anh lần nữa bay ra, trở lại thế nội Trác Phàm, mà lão nhân kia thì bắt đầu cử động được ngón đầu ngón tay, mở miệng to, cố gắng phát ra tiếng Đình Nhi, nghĩa phụ, người có thể nói chuyện rồi. Lôi Vũ Đình thấy vậy thì vội vàng chạy tới, xúc động bắt lấy tay lão nhân, nước mắt rơi như mưa, kích động không thôi. Mà Trác Phàm thì lại cau mày lẩm bẩm: đáng chết, lão nhân này không động đậy trong thời gian dài, huyết mạch đã sơ cứng hết rồi, muốn khôi phục cũng phải một nửa năm, thời gian ngắn không giúp gì được cho, lỗ rồi. Trác Phàm nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Lôi Vũ Đình nghe ngóng không sót một từ. Nàng tức giận quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm: người yên tâm đi, nghĩa phụ ta nợ người, Lôi Vũ Đình ta sông pha khói lửa cũng sẽ trả cho bằng hết, sẽ không để người chịu thiệt đâu. Trác Phàm nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Đến lúc này, toàn thân lão giả lại co quắp, ngay sau đó từ trong miệng hắn, một con sâu trắng như tuyết béo ngậy dài chừng 2 đốt ngón tay chậm rãi bò ra. Lôi Vũ Đình giật nảy mình khi nhìn thấy rõ nó, trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn lửa giận. Thì ra là người hại nghĩa phụ ta. Lôi Vũ Đình nghiến răng quát lớn, toàn thân phóng xuất khí thế, hai ngón tay thoáng động lôi quang, hung hăng đâm tới con sâu. Dừng tay! Trác Phàm hét lớn, đồng thời tóm chặt lấy tay nàng. Lôi Vũ Đình giật mình không hiểu gì nhìn anh: ngươi làm gì vậy chứ, thứ hạng người như thế này sao lại không cho ta giết? Ngươi thì biết cái gì? Trác Phàm không chút lưu tình mắng lại, ngay sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đưa con sâu kia vào bên trong, đồng thời bứt ra mấy giọt tinh huyết cho vào đó, rồi mới đóng hộp, hài lòng ôm vào trong lòng. Anh thật bất ngờ, hành trình Hắc Phong Sơn lần này lại có thu hoạch lớn như vậy. Con sâu này chính là Hàn Đàm Tuyết Tầm, sinh ra trong đầm nước cực lạnh, cực kỳ hy hữu. Nó ký sinh để sống, sau khi sinh ra ấu trùng, trong vòng một canh giờ không tìm được ký chủ thì sẽ suy kiệt mà chết. Nhưng mà trong Hàn Đàm thì đào đâu ra nhiều động vật cho nó ký sinh chứ? Cho nên đại bộ phận tuyết tầm đều xuất sinh được không bao lâu thì chết đi, chỉ có số ít còn sống sót nằm sống sót chui vào những ký chủ mà tu giả ma đạo biến chúng thành cổ tầm, coi là ma vật hạ đẳng, bởi vì rất nhiều độc trùng để có thể tự dưỡng thành cổ trùng. Cho nên trong mắt đại đa số cao thủ ma đạo, Hàn Đàm Tuyết Tầm chỉ giống như cổ trùng bình thường, chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Có điều, cho dù tại thánh vực cũng có rất ít người biết, Hàn Đàm Tuyết Tầm có một thiên phú kinh người, đó chính là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó mới đi tìm ký chủ kế tiếp, nếu không vô luận dùng biện pháp gì đều không thể bắt nó ra được. Vừa rồi huyết anh dùng thiên ma đại hóa huyết diệt hết ấu trùng của nó đi, để nó nghĩ lầm ký chủ sắp chết, nó mới không thể không chui ra. Nếu không, trừ phi lão nhân này chết thật, nếu không thì cho dù huyết anh cũng vĩnh viễn chẳng thể nào tiêu diệt được nó. Mà huyết anh có thể tiêu diệt ấu trùng cũng chỉ là do người dưỡng không đúng phương pháp, làm tuyết tầm mất đi đặc tính vốn có, trở thành một cổ trùng bình thường như bao con cổ trùng khác. Thế nhưng bảo bối này đã vào trong tay Trác Phàm, thế thì anh tuyệt luyện chế nó thành ma vật khủng bố nhất trên thế giới này. Người tại đây, Trác Phàm nở nụ cười vô cùng tà mị, tâm thần vui sướng. Ba người kia thấy thế thì trong lòng đều run lên,
cảm thấy Trác Phàm còn tà ác hơn Dương Minh rất nhiều. Cổng lão đầu kêu lên, chúng ta trở về Phong Lâm Thành. Trác Phàm nói với Lôi Vũ Đình, rồi chuyển ánh mắt sang tên thủ vệ kia, nở nụ cười chân thành. Đa tạ ngươi giúp chúng ta mở cơ quan. Tên thủ vệ kia miễn cưỡng nở một nụ cười khó coi, rồi đột nhiên bàn tay mạnh như kìm sắt của Trác Phàm đã tóm lấy cổ hắn, giơ hắn lên cao. Có điều, ngươi đã vô dụng. Không. Lôi Vũ Đình muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã muộn. Khí lưu màu đen đột nhiên thoát ra từ trên tay Trác Phàm, hoàn toàn bao trùm tên kia. Trác Phàm lại hơi dùng lực, tên kia liền hóa thành bụi phấn rồi lả tả trên mặt đất. Lần đầu tiên thấy Trác Phàm giết người, Lôi Vũ Đình triệt để chấn kinh. Ai có thể ngờ Trác Phàm xuất thủ khủng bố như thế, còn khiến người ta chết không toàn thây. Nghĩ lại mấy ngày nay đi lại với kẻ này, Lôi Vũ Đình bỗng nhiên rùng mình. Lão giả kia cũng là co rụt ánh mắt, hắn hành tẩu giang hồ hơn 70 năm, đứng trước mặt Trác Phàm lại có cảm giác kinh hãi đến tận tim gan. Lôi Vũ Đình nhìn nghĩa phụ trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Bây giờ nàng không biết liên thủ với Trác Phàm là quyết định đúng hay là sai, nhưng có một việc có thể là khẳng định, đối địch với anh sẽ chết cực kỳ thê thảm. Cả một đoạn đường đi xuống núi, nhìn khắp sơn trại nằm đầy thi thể, mỗi người đều chết một cách an tường, không có biểu lộ thống khổ, nhưng chính là như vậy mới khiến cho hai người càng thêm sợ hãi. Trong sơn trại tối thiểu còn có lưu 300-400 người, nhưng cứ như vậy không một tiếng động mất đi sinh mệnh. Bên trong có lẽ còn không ít đầu nhập vào Dương Minh, người vô tội. Giữa đêm đen, lão nhân nhớ tới cảnh trước kia, các huynh đệ nâng cấp nói chuyện vui vẻ, hai mắt rũ xuống, rớm lệ. Nhưng hắn cũng không hận Trác Phàm, thậm chí hắn còn cảm kích. Hắn là trại chủ Hắc Phong Sơn, tất nhiên hiểu nên giải quyết dứt khoát chuyện này. Nếu bọn họ tiết lộ Phong Thanh chuyện được cứu đi, như vậy không chỉ các huynh đệ trên núi gặp nguy hiểm, mà đến các huynh đệ đang ở Phong Lâm Thành cũng sẽ bị diệt khẩu toàn bộ. Cho nên, cho dù Trác Phàm không làm như vậy, hắn cũng sẽ thỉnh cầu anh làm. Trác quản gia, ta đa tạ. Lão nhân cố gắng lấy hết sức để nói. Lôi Vũ Đình không khỏi sững sờ. Trác Phàm đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng lại không hề bận tâm. Nhìn bóng lưng trầm ổn trước mặt, ánh mắt lão nhân có vẻ kiêng kỵ, lại nhiều hơn là vài phần tán thưởng. Kẻ này là người làm đại sự. 10 ngày sau, Trác Phàm mang hai người Lôi Vũ Đình bí mật lẻn về tiểu viện. Trước khi đi, Lôi Vũ Đình đã nghe lời Trác Phàm ổn định những sơn tặc Hắc Phong Sơn trong thành, bằng không chỉ sợ bọn họ sớm đã động thủ, mà bọn họ chậm chạp không thấy động tĩnh, U Minh Cấp cũng không dám hành động tùy tiện. Trở lại tiểu viện, đều không thấy Long Quỳ và Long Kiệt, Trác Phàm đành phải đem thủ vệ chuẩn bị cho lão nhân kia một căn phòng, sau đó thì đi tìm Lạc Văn Thường. Một phút sau, trong một gian phòng nhỏ, Tiểu Thúy hét toáng lên, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu Thúy rưng rưng chạy đến bên người Lôi Vũ Đình. Tiểu thư. Lôi Vũ Đình lau khô nước mắt cho nàng, sờ sờ cái sống mũi nhỏ nhắn xinh xắn, cười nói, nha đầu ngốc, bọn họ không làm khó ngươi chứ. Tiểu Thúy lắc đầu kích động nói ra, tiểu thư yên tâm, người Lạc gia trừ cái tên quản gia họ Trác xấu xa kia, người khác đều rất tốt. Tiểu nha đầu, nói người xấu thì cũng không nên nói trước mặt người ta như vậy chứ, cẩn thận lão tử làm thịt người đó. Lạc Vân Hải rất đồng cảm lên tiếng, tiểu nha đầu, người xong đời rồi, Trác đại ca thích đánh mông người nhất đó, người dám đắc tội với huynh ấy, cẩn thận cái mông của người đi. Vừa nghe vậy, Tiểu Thúy không khỏi giật mình, vội vàng trốn ra sau lưng Lôi Vũ Đình. Trác Phàm bất lực trợn trừng mắt, chẳng lẽ trong mắt tiểu tử này mình chính là hung thần ác sát như vậy sao? Lạc Vân Thường cùng bà thống lĩnh liếc nhìn nhau đều cười ra tiếng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự ấm áp. Trác Phàm luôn luôn làm theo ý của mình, ấn tượng lần đầu của mọi người khác đối với anh tuyệt đối không tốt, thậm chí còn vô cùng ác liệt. Hai người bọn họ lúc đầu cũng như thế, không có hảo cảm với Trác Phàm, nhưng quen dần mới phát hiện ra Trác Phàm mới là người mà bọn họ có thể dựa vào. Người chính là Vân Thường sao? Bỗng nhiên một giọng nói kích động vang lên, mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một lão giả sau lưng Lôi Vũ Đình đang kích động nhìn về phía Lạc Vân Thường. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Lạc Vân Hải, như vậy ngươi là Vân Hải. Ông trời phù hộ, hai đứa con của Chánh Nam Huynh đều bình yên vô sự. Tiền bối, không biết ngài là... Lạc Vân Thường nghi ngờ nói. Sau khi Trác Phàm trở về, anh chỉ vội vàng mang nàng đến gặp vị sơn chủ Hắc Phong Sơn này, muốn hiểu rõ quan hệ giữa Hắc Phong Sơn và Lạc gia, tại sao lại đồng thời bị U Minh Cốc để bắt tới, nên chưa kịp nói rõ điều gì. Trác Phàm vội vàng giới thiệu,
Vì này là sơn chủ Hắc Phong Sơn, cũng chính là thủ lĩnh đám sơn tặc đã hủy diệt Quy Vân Trang. Vừa nghe vậy, Lạc Văn Thường giật nảy mình, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Trên khuôn mặt trầm tĩnh đoan trang lần đầu tiên hiện ra sát ý nồng nặc, nguyên lực toàn thân cũng không ngăn được mà bùng phát. Lô Vũ Đình thấy thế vội vàng bảo hộ trước người nghĩa phụ, sợ vị đại tiểu thư này ra tay giết nghĩa phụ. Lão nhân lại kéo Lô Vũ Đình ra, hai mắt đẫm lệ tiến lên phía trước, bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Lạc Vân Thường, nhắm mắt lại nói rằng: Vân Thường, thảm kịch của Lạc gia đều do ta, người cứ giết lão phu đi. Nghĩa phụ, sơn chủ! Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy hét lên, nhưng lão nhân kia lại khoát khoát tay lẩm bẩm: Đây là ta nợ Lạc gia, các người không được phép nhúng tay vào. Lạc Vân Thường giật mình nhìn lão nhân tay chân bất tiện kia, cả một bụng nổ khí rốt cục không phát ra được. Trác Phàm vỗ vỗ vai nàng nói rằng: Lão nhân này đã sớm bị Dương Minh khống chế, không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, bây giờ mới khôi phục được đôi chút, chuyện tập kích Lạc gia không có quan hệ gì với hắn. Vậy sao ngươi không nói sớm chứ? Lạc Vân Thường u oán nhìn Trác Phàm: Trác anh làm cho mình suýt chút nữa đã giết lầm người tốt. Trác Phàm thản nhiên nói: Nhưng mà lão nhân này mắt mờ, dẫn sói vào nhà mới đưa đến bi kịch của Lạc gia, cho nên người giết hắn báo thù cũng là chuyện đương nhiên thôi. Lạc Vân Thường trợn trừng hai mắt, logic của Trác Phàm luôn luôn khiến nàng khó mà tiếp nhận. Tuy anh nói cũng có lý, nhưng nguyên nhân quy tội lại quá gượng ép, nàng cũng không phải loại người giận chó đánh mèo. Huống chi nghe lời vừa rồi của lão nhân gia này, dường như lão còn có quan hệ với phụ thân. Nàng vội vàng đỡ hắn lên: Tiền bối, ngài cũng là người bị hại, không thể trách ngài. Không không, ta cùng Chánh Nam huynh kết bái huynh đệ, nhưng Lạc gia lại bởi vì ta mà suy vong, lão phu có lỗi với hắn. Lão nhân thống khổ kêu lên. Lạc Vân Thường thấy vậy thì giật mình nhìn Lạc Vân Hải, thấy hắn cũng mê man lắc đầu, mới khẩn cấp nói: Tiền bối, vì sao ta chưa từng nghe phụ thân nhắc đến ngài vậy? Lão nhân thở sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, chậm rãi nói: Lạc gia là danh môn vọng tộc, lão phu là xuất thân là sơn tặc, làm sao dám trèo cao? Chỉ là ta và phụ thân ngươi mới quen đã thân, liền kết bái huynh đệ, nhưng sợ ảnh hưởng tới thanh danh Lạc gia, chúng ta chỉ dám âm thầm qua lại. Huống hồ Lôi gia ta có tổ huấn, không được là địch với hai nhà Lạc Thái. À, đột nhiên Lạc Vân Hải kêu lên lẩm bẩm: Trước kia phụ thân cũng nói cho ta biết, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng phải cùng tồn vong với hai nhà Lôi Thái. Thái gia thì ta biết, vậy Lôi gia chính là tiền bối rồi. Lạc Vân Thường sững sờ nhìn về phía Lạc Vân Hải: Sao phụ thân chưa từng nói với ta? Lạc Vân Hải cao ngạo ngẩng đầu cười hắc hắc nói ra: Phụ thân nói đây là bí mật của nam nhân, không được nói cho nữ nhân biết, cũng đừng nói cho ngoại nhân. Trác Phàm lại nhíu mày lẩm bẩm: Chẳng lẽ tổ huấn này của hai nhà Lôi Lạc chỉ truyền cho gia chủ sao? Không sai, tổ huấn này đúng chỉ là truyền lại cho gia chủ, chỉ là lão phu dưới gối không có con nên chưa truyền đi. Huống hồ lão phu đã giao hảo với Chánh Nam huynh, sao lại thương tổn Lạc gia chứ? Nghĩ tới đây, Lạc gia bởi vì hắn mà chết, lão nhân này lại xấu hổ lắc đầu: Lão đầu, Lôi gia các người có vũ khí truyền gia hay không? Trác Phàm đột nhiên hỏi. Lão nhân này gật gật đầu: Lôi gia ta có võ kỹ linh giai cấp thấp, kinh lôi chỉ, bởi vì dưới gối không có con cho nên ta truyền cho Đình Nhi. Đáng tiếc ngọc giản ghi lại vũ kỹ đã bị tên xuất sinh Dương Minh kia cướp đi. Trác Phàm vỗ tay, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Thế thì đúng rồi. Rồi anh chạy ra ngoài cửa còn nói vòng lại: Ở lại đây đợi ta. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, không biết anh lại muốn đi làm gì. Tiệm Đông Cát vẫn là hai tên thú vệ đó. Trác Phàm đi thẳng vào bên trong, không người nào dám xuất thủ ngăn cản. Cửu ca! Trác Phàm vừa đi vừa hô tìm kiếm Long Cửu. Lúc này anh thấy một cái cửa lớn đóng chặt, hai người thú vệ lại chính là Long Quỳ và Long Kiệt, liền hiểu Long Cửu nhất định đang ở trong kia, thế là vội vàng chạy lên trước lớn tiếng hô lên: Cứu ca! Cứu ca! Long Quỳ vội vàng giơ ngón tay ra hiệu, tức giận nói: Im đi, hôm nay Cửu thúc không tiếp khách, người mau cút đi. Ta không phải là khách nhân, ta có chuyện quan trọng cần nói với Long Cửu, tránh ra. Trác Phàm vung tay lên muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng vẫn bị Long Quỳ và Long Kiệt hợp lực cản lại. Người có thể có chuyện quan trọng gì chứ? Đừng tưởng rằng Cửu thúc coi trọng người thì người được đà lấn tới. Nơi này là Tiềm Long Cát, không cho phép người làm càn. Long Quỳ trừng mắt nhìn Trác Phàm,
hai chân như cây đinh đâm chặt trên mặt đất. Trác Huynh, hôm nay cửu thúc không thể gặp ngươi, ngươi về đi. Long Kiệt cũng kiên định nói. Thế thế, Trác Phàm biết mạnh mẽ xông vào cũng vô dụng, bèn cười giả lả nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi biết mấy ngày nay ta đi đâu hay không? Đám nam nhân các ngươi còn có thể đi đâu chứ? Lần trước ôm về hai người, lần này chắc là cũng chết trong lòng nữ nhân nào đó rồi. Long Quỳ trợn trừng mắt cười nhạo nói ra. Trác Phàm mỉm cười, ta cũng muốn như vậy lắm, nhưng mà ta lại không được thanh nhàn như Long tiểu thư. Nói thật, ta đi thăm dò động tĩnh của U Minh Cốc, rất nhanh thôi, mà họ sẽ đến đánh bất ngờ Điềm Long Cát. Đến lúc đó thì đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi. Khoác lác, hành tung của U Minh Cốc có thể bị người biết sao, trừ phi bỏ biết bay. Long Quỳ biểu môi khinh thường nói. Trác Phàm thản nhiên lắc đầu, giả bộ quay người đi. Trước khi đi vẫn lớn tiếng nói, thay ta chuyển cáo cửu thúc, nói là ta đưa Lạc Gia đi tránh nạn đây, tránh việc đến lúc đó các ngươi bị U Minh Cốc toàn diệt lại liên lụy đến chúng ta. Nói xong, Trác Phàm sải bước đi về. Long Quỳ nghe thế thì muốn mắng to, chúng ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại muốn qua sông đoạn cầu như thế, trước khi đi còn nguyền rủa chúng ta sao? Nhưng nàng còn chưa mắng ra lời, cửa phòng đã két một tiếng mở ra, bên trong truyền đến giọng nói già nua của Long Cửu, mời Trác huynh đệ vào đây. Long Quỳ và Long Kiệt giật nảy mình, rồi vội khom lưng cung kính nói, vâng. Nhưng bọn họ còn chưa đứng dậy, Trác Phàm đã nhanh như tiện tia chớp vọt qua bọn họ, không cần mời, ta tự vào. Nhìn thấy Trác Phàm dương dương đắc ý, Long Quỳ ngoác miệng ra thở phì phò. Tiểu tử này có cái gì giỏi giang chứ? Không phải chỉ là ngũ cấp trận sư thôi sao? Cửu thúc, cần gì phải coi trọng hắn như vậy chứ? Long Kiệt chỉ biết cười khổ, không được ăn nho thì chê nho chua. Nếu mà Long đại tiểu thư trở thành ngũ cấp trận sư, cửu thúc không chỉ coi trọng ngươi đâu, mà nâng ngươi lên tận trời cũng có thể đấy. Bên kia không để ý tới Long Quỳ ngày càng bất mãn sâu sắc với mình, Trác Phàm thản nhiên đi vào bên trong. Căn phòng này rất to lớn, chỉ hành lang thôi đã cần đi mất 5-6 phút đồng hồ. Lúc có ánh sáng mới thấy Long Cửu đang ngồi trên một cái ghế lớn, miệng cười tủm tỉm nhìn mình. Sau lưng hắn cũng có hai cái ghế, chỉ là ghế lại đung đưa lưng về phía hắn, Trác Phàm chỉ có thể nhìn thấy thành ghế cao lớn. Trác huynh đệ, ngươi tìm lão phu có chuyện gì thế? Mới vừa vào, Long Cửu liền cười nói. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia biến đổi, dần trở nên âm trầm. Nhưng lão phu phải nhắc nhở ngươi, hôm nay nếu ngươi nói một chuyện vặt vãnh, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Trác Phàm cười nói, cao thủ U Minh Cốc đã tới, muốn đánh bất ngờ nơi này, đây xem như là chuyện nhỏ hay lớn. Long Cửu còn chưa lên tiếng thì một giọng nói khác đã vang lên từ phía sau. Nếu là sự thật, đương nhiên là đại sự. Ngay sau đó, hai cái ghế chậm rãi chuyển động, hai cổ khí thế càng thêm đáng sợ hơn Long Cửu đột nhiên truyền ra, đè xuống Trác Phàm, làm cho anh buộc phải lui về phía sau hơn 10 bước. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống từ trên khuôn mặt đang chấn kinh quanh. Hai cái ghế chậm chạp chuyển động, phát ra tiếng ma sát chói tai. Trên hai ghế là hai lão giả, một vị đầu đầy tơ vàng, trong lòng bàn tay khô gầy, mỗi cử động của một ngón tay đều sẽ phát ra tiếng xương răng rắc. Đôi đồng tử thường có kim quang chớp động, thoáng nhìn qua thôi đã giống như hai lưỡi kiếm sắc bén đâm vào nhân tâm. Một vị khác thì tóc đỏ, sắc mặt ửng hồng, hô hấp kéo dài sâu, khí tức hắn phát ra khiến cho không khí xung quanh hắn phải vặn vẹo, dường như sau trong miệng hắn đang có hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho khí tức đều có cảm giác nóng rực. Chỉ liếc mắt qua nhìn một lần, Trác Phàm liền nhìn ra thực lực của hai người vượt xa Long Cửu, mà là một người đã luyện thành kim cương chi thể, một người thì tu luyện công pháp hỏa hệ. Cho dù anh vẫn không nhìn ra được thực lực của hai người này, nhưng đoán bọn họ cách thần chiếu cảnh không xa. Phàm giai, người có thể tiến vào thần chiếu cảnh đã coi như là cường giả số 1 số 2 trên đại lục. Thật không hổ là Tiềm Long Các có cường giả như vậy tọa trấn. Trác Phàm thầm khen ngợi trong lòng. Lão nhân tóc vàng kia mỗi mình nói, người chính là tuổi trẻ tiểu bối mà lão cửu khen không dứt miệng, Trác Phàm sao? Vâng, Trác Phàm cung kính đáp lại. Nghe nói ngươi là ngũ cấp trận sư đúng không? Trác Phàm gật đầu. Trước khi chưa thăm dò ra tính tình hai lão đầu, anh không dám quá tùy ý, chỉ có thể cung kính nói, vãn bối biết một chút ít trận pháp ngũ cấp, chỉ sợ không vừa mắt hai vị tiền bối. Ngũ cấp trận sư cho dù ở Tiềm Long Các ta còn có địa vị như cung phụng, mà hai người chúng ta chỉ là trưởng lão, ngươi mà đến chỗ ta, chúng ta còn phải cung kính với người đời đấy.
Lão nhân tóc vàng bật cười, vẻ mặt trông rất hòa khí, không kiên cường giống như vẻ bề ngoài. Lúc này lão giả tóc đỏ lên tiếng: "Này tiểu tử, nghe lão cửu nói, ngươi cũng cuồng ngạo lắm, còn dám lớn tiếng nói muốn biến một gia tộc bất nhập lưu trong vòng 10 năm bắt kịp Thất Thế Gia. Vừa mới gặp ngươi, mở miệng là một tiếng cửu ca, hai tiếng cửu ca, đúng là ngông cuồng. Người khác còn không có lá gan này, nhưng sao gặp chúng ta ngươi lại trở nên hèn nhát như thế chứ?" Trác Phàm cười nhạt trong thâm tâm nói: "Ta và cửu ca quen thân đã lâu, ta biết rõ ông ấy, nhưng hai vị thì khác, ta mới lần đầu tiên gặp mặt." Nghe vậy, hai người kia sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Lòng cửu run run cả người, cả giận nói: "Hảo tiểu tử, thì ra ngươi liệu cơm gấp mắm, ta còn thật sự cho là ngươi gặp người nào cũng cuồng ngạo như vậy đấy. Thì ra chỉ đối với một mình lão phu, thấy người khác lợi hại hơn thì xun vòi lại rồi sao?" "Nào có đâu, ta dám cuồng với cửu ca là bởi vì ta coi cửu ca là huynh đệ trong nhà, cửu ca lại là tiền bối lòng dạ rộng lớn, sẽ không chấp nhận với ta. Nếu gặp phải người lòng dạ nhỏ mọn, ta điên cuồng không phải là muốn chết hay sao? Để lúc đó nó đã không gọi là cuồng ngạo mà chính là ngu ngốc đó." Nghe vậy, ba người liếc nhìn nhau, tất cả đều hiểu ý, cười nhẹ. Lão nhân tóc vàng cùng lão già tóc đỏ cũng tán thưởng gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên như lão cửu nói, hiểu rõ nhân tâm, nịnh nọt cũng rất kín đáo tế nhị. Nghe anh nói như vậy, dù lão cửu trong lòng có tức giận, nhưng đã làm lão tiền bối cũng không tiện tính toán với tiểu bối. "Tiểu tử này ta thích, ha ha." Lão giả tóc đỏ phóng khoáng bật cười to, lão nhân tóc vàng cũng gật đầu cười nhạt. "Nếu không phải biết rõ người không ý gia nhập Tiềm Long Các chúng ta, lão phu không thu ngươi làm đệ tử là không được rồi, ha ha." Trác Phàm cười chắp tay, trong lòng lại càng khinh thường cười lạnh. Anh đường đường là ma hoàng, dù bây giờ tình cảnh không tốt cũng không có khả năng bái một tên còn chưa phải là thần chiếu cảnh như ngươi làm thầy đâu. Mà hoàn toàn ngược lại, nếu ngươi có tu luyện khó khăn, lão phu chỉ điểm cho ngươi còn được đó. Sau khởi đầu khá vui vẻ, lão nhân tóc vàng hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc, tiến vào chính đề. "Đúng rồi, ngươi vừa mới nói người U Minh Cốc đến, việc này là thật sao?" Trác Phàm gật đầu, tự tin nói: "Hơn nửa tháng trước, ta đã phát hiện Tôn gia trừ Giản trưởng lão ra thì còn có thêm hai đạo khí tức rất cường hãn. Chỉ là mấy ngày nay ta xuất ngoại làm việc, không rảnh giám sát Tôn gia, bỏ có người đến nữa hay không thì ta không rõ." "Đến càng nhiều càng tốt, bọn chúng dám tới một tên, lão tử giết một tên, đến hai tên, lão tử giết cả đôi." Long cửu vỗ mạnh xuống bàn gào lên: "Lão cửu, đừng hành động hành sự lỗ mãng." Lão nhân tóc vàng nhướng mày quát lên rồi hỏi tiếp: "Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết được?" "Mèo có đường của mèo, chuột có đường của chuột, ta cũng có cách riêng của ta, không tiện nói cho người khác biết." Trác Phàm lắc đầu nói. Lão nhân tóc vàng nghe vậy thì có điều lo nghĩ. Long cửu lại kiên định gật đầu: "Tam ca, tin tức của Trác huynh đệ rất đáng tin cậy. Lần trước tên hỗn đản Giản Phàm đến Phong Lâm Thành, chúng ta không hay biết, là Trác huynh đệ nói cho ta biết, rồi ta tự mình đi thăm dò, đúng là như thế." Lão nhân tóc vàng ồ lên một tiếng, cùng lão giả tóc đỏ liếc nhìn nhau, đều kinh dị nhìn Trác Phàm. "Tiểu huynh đệ, người thật đứng khiến là chúng ta kinh ngạc, không biết lệnh sư tên là Cửu U Bá Chủ." Ba người nghe vậy thì sững sờ. Bá chủ Cửu U, danh hiệu này thật là bá khí, nhưng đại lục có nhân vật như thế này sao? Trác Phàm âm thầm cười trộm, cái tên này nếu người của thánh vực nghe được cũng liền sẽ liên tưởng đến ma đế Cửu U, nhưng Phàm giai là tuyệt nhiên không ai biết. Dù sao người ở đây quá cách xa, sao có thể nghe được đến danh hào thượng cổ thập đế chứ? Lệnh sư nhất định là vì cao nhân ẩn thế, bằng không thì cũng không bồi dưỡng ra được người tài ba trẻ tuổi như Trác huynh đệ. Trác Phàm không muốn nói, lão nhân tóc vàng đương nhiên cũng không bức bách làm gì. "Đúng rồi, cửu ca, trên người ngươi có phục nguyên đan hay không?" Trác Phàm đột nhiên hỏi. Long cửu gật đầu, móc ra một bình sứ. "Lạc gia các người có người thụ thương sao?" Phục nguyên đan là đan dược tam phẩm, không tính là quá mức trân quý, nhưng cũng tuyệt đối không quá tầm thường, tối thiểu phải có mấy năm, phải có mấy trăm ngàn linh thạch mới có thể mua được một viên. Nhưng Trác Phàm muốn, Long cửu tất nhiên sẽ không keo kiệt. Không nói đến quan hệ càng lúc càng thân cận của hai người, chỉ riêng khoản nợ 10 triệu nợ thôi thì cho một viên đan dược có cái nhầm nhò gì đâu chứ. Trác Phàm thản nhiên cầm lấy đan dược rồi ôm quyền nói rằng: "Đa tạ cửu ca và hai vị tiền bối, tại hạ cáo từ."
Xú tiểu tử, thì ra đây mới là mục đích chính của ngươi. Long Cửu sững sờ, ngay sau đó mắng lên, đây chỉ là chuyện nhỏ, ngươi quấy rầy chúng ta, lão phu sẽ không tha cho ngươi. Trác Phàm cười hì hì, thế thì ta lại cho Cửu ca thêm một tin tức nữa, hai ngày này U Minh Cấp có thể sẽ muốn đồng thủ, gấp rút phòng ngự đi. Nói xong, Trác Phàm bật cười lớn, quay người đi ra ngoài. Long Quỳ và Long Kiệt thấy anh Xuân Phong đắc ý, đều không hiểu gì. Chỉ biết là vừa rồi bọn họ vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hai người chỉ cảm thấy chua xót. Hội nghị trưởng lão như vậy, hai người bọn họ không có tư cách tham gia. Tiểu tử này lại vượt lên trước nghị sự với ba vị trưởng lão, khiến hai người, nhất là Long Quỳ, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lão nhân tóc vàng vuốt chòm râu, nhìn bóng lưng Trác Phàm dần dần biến mất, trong ánh mắt lấp lóe tinh quang. Lão Cửu, lão Ngũ, thanh niên này bề ngoài thông minh lanh lợi, nhưng mỗi một câu đều hiểu rõ nhân tâm, tính toán thâm sâu, tuổi còn trẻ lại có một thân bản lĩnh kỳ thuật, thật không biết là đệ tử của vị cao nhân nào, ngày sau tìm năm các chúng ta nhất định phải kết giao. Hai người đều đồng loạt gật đầu. Bên ngoài kia, Trác Phàm ra đến cửa lớn, đi thẳng đến hậu viện. Trên đường đi, anh đã cảm nhận rõ ràng được có mấy kẻ khả nghi vờn quanh tiểu viện. Anh biết đại chiến hết sức căng thẳng sắp tới rồi, sau đó liền tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Trác Phàm đã trở lại chỗ đám người Lạc Vân Thường. Lúc này, Lạc Vân Thường đã được lão nhân kia nói rõ cho mọi chuyện. Song phương có thể nói là đồng bệnh tương liên, cả hai bên đều thở dài không thôi. Song phương đều là thảm trạng, còn chung địch nhân chung, khiến hai nhà kết thành đồng minh kiên cố nhất. Trác Phàm thấy thế thì càng yên tâm hơn không ít, vùng tay ném bình phục nguyên đan cho sơn chủ Hắc Phong Sơn. Dùng đi, hy vọng nó có thể mau chóng khôi phục thực lực cho ngươi. Đây là cái gì? Lô Vũ Định thắc mắc hỏi. Phục nguyên đan. Lô Vũ Định giật nảy mình. Phục nguyên đan, nàng biết đan dược tam phẩm mấy trăm ngàn linh thạch một viên, Hắc Phong Sơn bọn họ đi cướp một năm cũng chưa chắc có thể cướp mấy ngàn linh thạch. Đan dược trân quý như thế, Lạc gia vậy mà tiền tay ném ra, thì ra Lạc gia còn có tiền nhiều như thế sao? Dường như nhìn ra tâm tư của nàng, Lạc Vân Thường vỗ vỗ tay nàng cười nói, Vũ Đình tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, tìm Long Cát còn đang nợ chúng ta 10 triệu, một viên tam phẩm đan dược không tính là gì đâu. Nghe được mấy lời này, Lôi Vũ Đình càng cả kinh há miệng như muốn rớt cả cằm. 10 triệu sao? Tiềm Long Cát nợ bọn họ nhiều tiền như vậy sao? Khó trách phải bảo vệ bọn họ. Chờ đã, Quy Vân Trang có nhiều tiền như vậy sao? Sao mà càng cướp bọn họ càng giàu vậy chứ? Trác Phàm nhìn thấy Lạc Văn Thường đang cười không ngậm được miệng, bất đắc dĩ trợn mắt, nữ nhân đang đi đâu cũng không quên được ganh đua so sánh. Cùng trong một thời gian, tại Tôn gia, bên trong mật thất tối tăm đang có 4 người. Một trong số đó chính là bát trưởng lão U Minh Cấp, Ngốc Ân Giản Phàm. Ba người khác đều trùm lên trên mình một bộ áo choàng màu đen, toàn thân tản ra khí tức cường đại mà âm già quỷ dị. Trước mặt bọn họ còn có một vị thanh niên, trên khuôn mặt anh tuấn luôn luôn mang một chút vẻ tà thiếu, chính là Dương Minh. U Minh, lúc này Giản trưởng lão mở miệng, người ẩn thân ở Hắc Phong Sơn mười mấy năm qua làm rất tốt, chỉ là hành động lần này người đã giao cho một tiểu cô nương đi làm sao? Chỉ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn thôi, không có gì đáng e ngại. U Minh cười nhạt tự tin, bạch một đạo thanh quang lướt qua khuôn mặt U Minh, lưu lại một vết máu, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống mặt. U Minh giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Giản trưởng lão vừa đột nhiên xuất thủ. U Minh tên là Dương Minh. Giản trưởng lão chăm chú nhìn ánh mắt hắn, lại đừng nói, kế hoạch ám nguyệt gia này gia tộc đã chuẩn bị hơn 10 năm, nếu bởi vì ngươi tự đại mà thất bại, hỏng đại kế của gia tộc, lão phu cam đoan bắt ngươi sống không bằng chết. Vâng, U Minh khom người đáp lại, trên trán đã chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Đi xuống đi. Giản trưởng lão khoát tay thản nhiên nói, 3 ngày sau hành động. U Minh cáo lui, nhưng khi đến cửa, bên tai lại truyền tới giọng điệu âm lãnh của Giản trưởng lão, Lạc gia tuyệt không thể tha cho kẻ nào, đặc biệt là Trác Phàm. U Minh gằn từng chữ nói ra. Mặc dù là Tiền Long Cát mượn tay hắn giết U Tuyền, nhưng trên tay hắn dù sao cũng đang dính máu sư đệ ngươi, kẻ nào tay dính máu người của U Minh Cốc ta thì nhất định không được phép sống trên cõi đời này. Vâng, U Minh nghiến răng nở một nụ cười khát máu. Trong phòng, Trác Phàm yên tĩnh xếp bằng nơi đầu giường, thật lâu mới thở ra một hơi, mở mắt ra.
chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể lần nữa đột phá trở thành tu giả tụ khí ngũ trọng. Chỉ tiếc nguyên lực trong cơ thể anh dừng lại tại tụ khí tứ trọng đỉnh phong, không cách nào tiến thêm một bước. Sợ biết như thế, ban đầu nên ở lại Hắc Phong Sơn thêm một chút thời gian hút thêm nguyên lực. Chỉ là khi đó vì tiết kiệm thời gian, chỉ lo để huyết anh giết người, lãng phí quá nhiều tài luyện luyện công. Bây giờ đại chiến sắp đến, anh cũng không tiện thả huyết anh ra ngoài. Nếu không, để đâu phải nhóm người giản trưởng lão chúng diệt mất của anh huyết anh. Như vậy anh chắc khóc trống lên mất. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, nhịn lâu như vậy bọn họ cũng sắp đánh tới rồi. Anh vừa dứt lời, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong phạm vi cảm ứng. Trác Phàm vội vàng chạy ra ngoài phòng, nhảy lên nắp phòng, liền thấy Long Cửu đang đứng trên không trung. Hắn cũng đang nhìn về phía khí tức kia, hai con mắt đang không ngừng rung động, sát ý nồng đậm không chút che giấu khuếch tán ra. Cho dù Trác Phàm cách phân bộ tiền nông cát hàng trăm bước, anh cũng không khỏi lạnh run. Quả nhiên không sai, bọn họ đều là cao thủ thiên huyền cảnh. Tuy Trác Phàm không thấy rõ thực lực của Long Cửu, nhưng phỏng đoán cũng phải phía trên thiên huyền. Bây giờ thấy hắn đứng giữa hư không, liền càng thêm xác định suy đoán cái này. Còn hai lão đầu mới tới thì cũng như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm lại cũng không thấy hai người kia đâu. Liền nghĩ đến dự định của bọn họ, chắc hẳn bọn họ đã làm tốt mai phục để giản phàm có đến mà không có về. Trác Phàm nhếch miệng nở nụ cười tà dị. Bà lão đầu làm như thế chính là cho thấy Tiền Long Các đã quyết tâm muốn tự chiến với U Minh Cốc, bất chấp hậu quả. Kể từ đó, song phương sẽ không hòa giải, Lạc Gia mới chính thức được an toàn. Trác Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này Lạc Quân Thường cùng bọn người Lôi Vũ Đình chạy đến, chỉ có lão nhân kia là không đến. Trác Phàm biết hắn đang luyện hóa dược lực. Anh vội vàng quát lên, các ngươi ra ngoài làm gì, mau trở về đi. Với mấy thứ đạo hạch tầm thường của bọn họ, trước mặt cao thủ thiên huyền cảnh, người ta chỉ cần một cong ngón tay một cái là có thể bóp chết bọn họ. Chỉ Trác Phàm có thể tự tin bằng vào Cửu Thiên Bản Long Trận là đánh được. Nhìn Trác Phàm biểu lộ ngưng trọng như thế, Lạc Quân Thường cũng biết chuyện không thể đùa, lập tức ôm đề chỉ huy mọi người chạy trở về phòng tránh né. Chỉ là trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Trác Phàm, người cũng phải cẩn thận. Trác Phàm không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lần nữa nhìn về phía không trung kia, khắc khắc khắc. Đột nhiên một tràng cười kinh dị vang lên, một đám mây đen bay tới, từ nơi phát ra tiếng cười, một lão nhân mặc hắc bào đi ra, mái tóc thưa thớt, nghìn phòng tung bay, đôi hai mắt chăm chú lão nhìn Long Cửu phía đối diện, nhưng một quan u lãnh cũng không ngừng lướt qua tiểu viện. Ngốc ưng giản Phàm, ngươi thật lớn mật, lại dám địa bàn của lão phu gây chuyện. Long Cửu vừa nhìn thấy giản trưởng lão, hai mắt liền bắt đầu nóng bừng lên. Cửu hận khắc cốt ghi tâm, khiến mỗi một lời của hắn đều mang nồng đậm sát ý. Ngốc ưng giản Phàm nhất định cất tiếng cười to. Long Cửu, người có tiềm năng các ngươi giết đệ tử U Minh Cốc chúng ta, U Tuyền chẳng lẽ còn không cho phép lão thu lão phu đến đòi lại công đạo sao? Công đạo sao? U Minh Cốc các người mà cũng biết cái gì gọi là công đạo sao? Hô hấp của Long Cửu dần trở nên dồn dập, dường như nghĩ đến oán niệm ngày xưa, phẫn nộ quát lớn. Trước kia là thằng đầu bò nào lừa lão phu đến Lạc Diệp Thành, là thằng đầu bò nào lấy ba đánh một hủy đi tử lôi kim nhãn của lão phu? Tử lôi kim nhãn, Trác Phàm không có dịch mình, không ngờ Phàm gia còn có người tu luyện thần thông như thế. Tương truyền, tử lôi kim nhãn chính là thần nhãn của thiên đế, một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ thập đế. Mắt có thể phát ra kim quang, hàm ẩn diệt thiên thần lôi. Cho dù là cao thủ thánh cấp, bị hắn nhìn một cái thôi cũng đủ thần hồn câu diệt. Cho dù là cao thủ đế cấp bình thường cũng rất khó mà nhìn thẳng hắn 10 lần. Không ngờ pháp môn tu luyện thần thông như thế lại gặp được trên thân tu giả Phàm Giai. Phàm Giai là người thường, chỉ là không biết hắn tu luyện đến mấy tầng thôi. Nếu là lục trọng thiên, vậy hủy đi thực sự là đáng tiếc. Đến cả ma hoàng như anh, nếu bản thân gặp phải chuyện như vậy, đây cũng là thâm cừu càng thêm khắc cốt hơn cả thù giết cha, đoạt vợ. Giản Phàm nghe vậy thì không chút bối rối, đắc ý cười to. Đó là do ngươi ngu xuẩn, còn có thể trách ai? Lúc trước ngươi bằng vào tử lôi kim nhãn, ở Tiền Long Các cũng là cao thủ số 1 số 2. Bây giờ không còn, chỉ sợ đã lui xuống vị trí hạng bét,
thân là một trong cửu đại trưởng lão, lại chỉ có thể thủ ở một nơi biên giới như Phong Long Thành. Buồn cười, thật là buồn cười mà. Giáng phạt! Long Cửu nghiến răng gầm lên, khí thế toàn thân phóng lớn ra, bên trong con mắt dường như thực có huyết dịch đang lưu động. Thù hủy mắt, lão phu không đợi trời chung với ngươi. Với dứt lời, Long Cửu liền lao vút về phía trước, trong lòng bàn tay giống như có một con kim long quẩn quanh, xuất thủ đánh ra. Vũ kỹ linh giai trung cấp Đằng Long Trảo. Wow! Tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Kim long trong tay Long Cửu giống như vật sống, dường nành múa vút như muốn hoàn toàn xé nát địch nhân trước mặt. Giản Phàm cười lạnh, cho hắn một ánh mắt khinh thường, sau đó tùy ý vung tay lên. Chỉ một thoáng, hắc khí cuồn cuộn tràn ra từ giữa ống tay áo hắn, ngay sau đó hóa thành một màn khói màu đen, trói con kim long kia lại, bàn tay bóp chặt, kim long liền kêu gào bên trong, hóa thành vỡ vụn. Linh dài ngũ cấp U Minh Tỏa. Giản Phàm xì một tiếng bật cười. Long Cửu, trước kia ngươi có Tử Lôi Kim Nhãn, ngươi là một con rồng, bây giờ ngươi chỉ là một con giun mà thôi. Danh hào Thần Nhãn Long Cửu từ lâu đã không còn nữa rồi. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt hắn, bắt được tay hắn. Tìm Long Trảo. Giống như bị kìm sắt tóm lại, Giản Phàm không thấy động đậy, nhưng hắn lại không cuống cuồng, chỉ bật cười. Vũ kỹ linh giai không làm gì được ta, huống chi là vũ kỹ phàm giai. Ha ha, đây không phải là muốn đòi mạng người, mà chính là... Long Cửu cười quỷ dị, bỗng nhiên hất tay lên, Giản Phàm ngã xuống dưới. Cùng một thời gian, lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ không biết từ nơi nào xuất hiện, xông về phía Giản Phàm. Không tốt rồi. Giản Phàm không khỏi bật lên tiếng kinh hãi. Bây giờ hắn mới biết tìm Long Trảo của Long Cửu có tác dụng gì. Đó không phải dùng để đả thương hắn, mà chính là muốn đặt hắn vào trong vòng vây của ba người, để hắn không còn đường trốn chạy. Xem ra Long Cửu rất quyết tâm muốn giết mình. Có điều... Nghĩ tới đây, Giản Phàm nở một nụ cười tà dị. Xuất thủ. Giản Phàm hét lớn, bên trong mây đen đột nhiên thoát ra hai nam tử thân mang hắc bào, xông về phía Long Cửu. Lần này đến lượt ba người Long Cửu giật bắn mình, thì ra U Minh Cốc cũng có mai phục. Có điều, thông qua tin tức của Trác Phàm, bọn họ đã biết điều này, cho nên sớm đã có đối sách. Lão Cửu, bình tĩnh lại đi. Lão nhân tóc vàng hét lớn, tốc độ vẫn không giảm, phóng tới Giản Phàm. Lão nhân tóc đỏ cũng hét lên, dường như hoàn toàn mặc kệ sự chống chết của Long Cửu. Long Cửu nhếch miệng cười, trong tay lóe lên kim quang, một thanh trường kiếm hình dáng như đầu rồng liền xuất hiện, chém tới hai người áo đen. Chỉ cần có thể giết Giản Phàm, lão tử chết cũng đáng. Tam phẩm linh binh Ngạo Long Kiếm. Hai người thấy thanh binh khí này xuất hiện thì không khỏi giật mình, không còn dám xông về phía trước, đồng thời lập tức né tránh trường kiếm kia. Bèo! Một vết kim quang lướt qua hai người áo đen, một trận sấm sét vang vọng, toàn bộ bầu trời dưới đạo kim quang này mắt thường cũng có thể thấy bị chia làm hai nửa, quá hơn 10 giây sau mới hợp lại như bình thường. Linh binh sắc bén đến mức ngay cả không khí đều có thể bị chém làm hai. Hai người áo đen liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thấy kinh hãi, chỉ có thể tiếp tục lui về sau, kéo dài khoảng cách với Long Cửu. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ tới Tiềm Long Cát lại đưa bảo bối này cho hắn sử dụng. Tốt. Thấy Long Cửu liều chết một nhất kích, dọa lùi hai cao thủ U Minh Cốc, lão nhân tóc vàng lớn tiếng kêu tốt, toàn thân kim quang đại thịnh, mới một chỗ quanh người đều hiển lộ ra phong duệ chi khí. Lão xông về phía Giản Phàm. Lão Cửu, nhìn kỹ xem tam ca lấy mạng cho cô hắn. Lão nhân tóc vàng cười lớn, huy động hai tay, mặc dù không dùng bất kỳ vũ khí nào, thế nhưng những nơi cánh tay hắn vung qua không trung cũng phát ra tiếng ong ong chói tai, giống như muốn cắt đứt không trung. Giản Phàm co rút hai mắt lại, trán đã toát ra mồ hôi lạnh, như đã cảm nhận được khí tức tử vong. Oanh! Đột nhiên một tia sáng tím xuất hiện, ngay sau đó bộc phát ra tiếng vang khắp trời. Lão nhân tóc vàng chẳng hiểu sao lại bị đánh bay ngược ra sau, còn phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhân tóc đỏ giật mình, vội vàng bay đến. Lão nhân tóc vàng lại không có tâm tư chú ý tới thương thế của mình, mà ánh mắt ngưng trọng nhìn bụi mù cuồn cuộn phía trước. Long Cửu cũng nhìn về phía chỗ đó, hắn lại càng khiếp sợ hơn. Chỉ chốc lát sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù tán đi, lộ ra Giản Phàm đang thở hồng hộc. Chỉ là lúc này trên mặt hắn lại không còn vẻ kinh sợ, mà chỉ có vẻ điên cuồng cùng phát lối sau khi thoát được một mạng. Thật là nguy hiểm,
Không ngờ Tiền Long Các lại phái Tam Cường Lão, Tam Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão để giúp đỡ lão già này. Phiên Giang, Đảo Hải, Kim Giao Tiễn, Địa Hóa, Phần Thiên, Bạo Viêm Long, lão phù cửu ngưỡng đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ nhìn chăm chăm phía trước nhưng không nhìn hắn mà chính là nhìn trên vai hắn. Thôn Phệ Quỷ Nha, Trác Phàm cũng giật mình. Giản Trưởng Lão vậy mà tế luyện ma vật Thôn Phệ Quỷ Nha. Bản thân Thôn Phệ Quỷ Nha không có thiên phú quá lợi hại, nhưng nó lại có thể thôn phệ vạn vật, còn có được thuộc tính của vạn vật. Thôn Phệ Quỷ Nha mạnh hay yếu hoàn toàn do chủ nhân. Có điều rõ ràng là Thôn Phệ Quỷ Nha là một loại khá mạnh. Trác Phàm lại chú ý tới một con mắt của con ngạ quỷ kia. Nó có một con mắt không phải màu đen như bình thường, mà nó là mắt màu vàng tản ra hào quang màu tím, bên trong còn ẩn ẩn sấm sét nổ vang. Tử Lôi Kim Nhãn Tam Trọng Thiên, Trác Phàm lẩm bẩm nói. Đó là Tử Lôi Kim Nhãn của lão phu. Long Cửu nhìn con mắt quen thuộc trong hốc mắt tối như mực của con quỷ nha kia, hắn kinh ngạc đứng lên người. Sau kia hắn với Thần Nhãn Tôn Hoành Thiên Hạ được xưng là danh hào Thần Nhãn Long Cửu, nhưng bây giờ Thần Nhãn lại trở thành vũ khí trong tay người khác còn nhắm vào hắn. Không thể nào. Long Cửu hùng hằng lắc đầu, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Giản Phàm đắc ý cười to. Long Cửu, ngươi không ngờ tới phải không? Tử Lôi Kim Nhãn thế gian nghe tiếng của ngươi, bây giờ lại bị ta tế luyện thành thân ma vật. Hôm nay ngươi muốn giết ta, ngươi phải bước qua nó trước đã. Dứt lời, Giản Phàm lập tức tay bấm ẩn quyết, chỉ một thoáng. Oa oa. Quỷ nha nghe lệnh liền vỗ vỗ cất cánh bay về phía trước, trong con mắt màu tím nhấp nháy kim quang. Ầm vang một tiếng, một đạo tử mang bắn vọt tới Long Cửu. Long Cửu cẩn thận! Lão nhân tóc vàng vội vàng hét lớn nhắc nhở. Long Cửu dường như còn đang sợ run, phải đến tận lúc Tử Lôi đến trước người mới phản ứng lại, vội vàng giơ lên Ngạo Long kiếm chặn lại. Oanh! Trong không trung phát ra tiếng vang thật lớn như vạn mã đang lao nhanh. Trong từng đạo tử mang chất độc, Long Cửu như diều đứt dây bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế, lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ vội vàng xông về phía Giản Phàm. Bò hiểu, quỷ nha do Giản Phàm khống chế, chỉ cần giải quyết Giản Phàm, quỷ nha sẽ trở nên vô hại. Thấy thế, lão nhân tóc vàng cùng lão nhân tóc đỏ vội vàng xông về phía Giản Phàm. Bò hiểu, quỷ nha do Giản Phàm khống chế, chỉ cần giải quyết Giản Phàm, quỷ nha sẽ trở nên vô hại. Nhưng về điểm này, Giản Phàm há có thể không nghĩ tới hay sao? Giản Phàm bật cười lạnh, lại lần nữa biến đổi thủ quyết, lại ầm ầm hai tiếng nổ bật, hai đạo tử mang bắn về phía hai người. Hai người miễn cưỡng đỡ được nhưng đều bị đánh bay ngược trở về sau, chảy ra một tia máu tươi. Trác Phàm không khỏi kinh hãi. Tử Lôi Kim Nhãn quả nhiên bá đạo, chỉ là Tam Trọng Thiên đã làm cho ba cao thủ thiên huyền cảnh không hề có lực hoàn thủ. Cứ theo đà này Tiềm Long Các tất bại, như vậy Lạc Gia bọn họ cũng xong đời. Không được, lão tử tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Trác Phàm cong ngón tay lên, một đạo hồng quang bay ra từ thân thể anh, mục tiêu là Giản Phàm. Tuy làm như thế cực kỳ nguy hiểm, lỡ mà huyết anh bị phát hiện, chỉ một đạo tử lôi liền có thể tiêu diệt nó. Như vậy chính bản thân Trác Phàm cũng sẽ bỏ mình. Thế nhưng nếu như không làm như vậy thì ba lão đầu có khả năng rất cao sẽ bị bại. Lạc Gia bọn họ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Phải cược thôi. Trác Phàm hung hăng điều khiển huyết anh lặng lẽ tiếp cận Giản Phàm. Mà giờ khắc này tất cả lực chú ý của Giản Phàm đều bị ba lão đầu Tiềm Long Các hấp dẫn, không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Quỷ nha lần nữa bay trở về đầu vai Giản Phàm. Giản Phàm càng rỡ cười to. Ha, Tử Lôi Kim Nhãn đúng là đồ tốt, cho dù ba người các ngươi cùng lên, lão phu cũng không sợ chút nào. Hai người kia cũng lập tức bay đến bên cạnh Giản Phàm, nở một nụ cười tà dị. Thấy thế, sắc mặt ba người Long Cửu đều âm trầm xuống. Tam đại trưởng lão Tiềm Long Các bọn họ đồng loạt ra tay, lại bị người ta xem thường đến mức này. Đây thực là lần đầu tiên. Nếu hôm nay không thể thắng, Tiềm Long Các sẽ bị bọn họ làm cho mất hết mặt mũi. Chỉ là ma vật cộng thêm Tử Lôi Kim Nhãn trộm được đã muốn thắng ba người lão phu, thằng trọc đầu kia người quá tự đại rồi. Lão nhân tóc vàng mở miệng nói, trong ánh mắt có kim quang tán loạn, sát ý trên thân phát ra rõ ràng, hiển nhiên rất tức giận. Lão cửu, lão đại, các người có ở đó, lão phu muốn một chiều lấy đầu ba tên xuất sinh này.
Lão nhân tóc đỏ không khỏi run lên, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết liệt của lão nhân tóc vàng, chỉ có thể gật đầu. Lâm Cửu cũng gật đầu. Phiền giang đảo hải, kim giao tiễn, không giận thì thôi, giận dữ lên thì nhất định chém trời nứt địa. Cho dù là Lâm Cửu lúc trước có thần nhãn, thì trong nội bộ Tiền Long Các hắn cũng có hai người rưỡi là hắn tự nhận không đánh lại. Hai người trước là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, nửa người còn lại kia chính là tam trưởng lão đang nổi giận đó. Toàn thân lão nhân tóc vàng phát ra kim quang, tiếng xì 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 chói tai vang lên. Toàn thân hắn dần dần xuất hiện một tầng kim sắc dày đặc, giống như mặc một thân áo giáp màu vàng óng, làm cho hắn mỗi khi cử động một ngón tay như phát ra tiếng kim loại mà chạm với nhau. Giáng phàm biến sắc, dường như cũng ý thức được lão nhân này có vẻ như đang biến hóa kinh khủng, đã có thể uy hiếp được hắn. Hôm nay lão phu cho người mở mang kiến thức danh hào phiên giang đảo hải kim giao tiễn của lão phu thế nào mà có được. Bây giờ toàn thân lão nhân tóc vàng đã đầy kim quang, hai mắt lạnh lẽo nhìn Giáng phàm, bàn chân đạp xuống xông thẳng tới hắn, đồng thời song trưởng giao nhau chộp về phía trước. Wow! Tiếng rồng gầm vang vọng trên trời. Trong bầu trời đêm đen nhánh, ba người Giáng phàm lại có thể nhìn thấy quanh thân lão nhân tóc vàng xuất hiện một hư ảnh giao long trò to lớn. Con cừ long đang mở miệng rộng ra, lão nhân tóc vàng vồ song trưởng xuống, cừ long cũng mở miệng muốn nuốt chửng ba người bọn họ. Vũ kỹ linh giai cao cấp long phệ trảo. Giáng phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng biến đổi cựu thủ quyết để quỷ nhà sử xuất tử lôi kim nhãn. Bầm! Lại một luồng tử mang bắn ra, nhưng lần này tử lôi bắn tới kim sắc long đầu lại không có mảy may tác dụng nào. Long đầu vẫn hung mãnh xông tới. Giáng phàm không ngờ lão nhân này lại lợi hại như thế, ngay đến cả tử lôi kim nhãn đều không làm gì được. Có điều hắn cũng có thể thấy được kim quang phía trên đầu rồng đã ám đạm đi không ít. U Minh Tỏa. Lúc này Giáng phàm hét lớn, ba người đồng thời vung tay lên, mấy chục đạo xích sắc màu đen tràn ra từ trong ba người như một đám mây đen nghịt bao tròn lấy đầu rồng. Xiềng xích siết chặt, toàn bộ đầu rồng liền bị chúng khóa lại, nhưng đầu rồng không hề biến mất, vẫn còn đang kiên trì chống cự. Không hổ là tam trưởng lão Tiền Long Các, ba người chúng ta hợp lực lại chỉ có thể đánh hòa với ngươi. Giáng phàm nắm chặt lấy xiềng xích màu đen, trên đầu đã toát đầy mồ hôi, hai người bên cạnh hắn cũng y như thế. Tam trưởng lão nghiến răng khinh thường nói, nếu không phải có tử lôi kim nhãn trợ trận, bằng ba người các ngươi cũng xứng giao thủ với lão phu sao? Người nói đúng, may mà chúng ta còn có tử lôi kim nhãn. Cứ như được tam trưởng lão nhắc nhở, Giáng phàm nhếch miệng cười tà mị, tay dài kết độc thủ quyết. Còn quỷ nhà liền hét to, kim đồng bắt đầu bốc lên tử mang. Thế tam trưởng lão toát mồ hôi lạnh, bây giờ hắn đang giằng co với ba người kia. Một khi có thêm tử lôi bắn trúng, hắn không chết cũng trọng thương. Tam ca, Long Cửu cùng lão nhân tóc đỏ thấy vậy thì kinh hãi, muốn xông lên phía trước nhưng đã không còn kịp.